Một bản tin thế giới nói về lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đã tiến hành nhiều cuộc giải cứu người di cư. Lực lượng tuần duyên Ý đã thực hiện hàng loạt cuộc giải cứu những người di cư vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 3 để cứu hàng trăm người bị mắc kẹt trên một số chiếc thuyền ngoài khơi của nước Ý, chưa đầy 2 tuần sau khi ít nhất là 73 người chết đuối ở trong một vụ đắm tàu. Thống đốc tỉnh miền Nam Calabria là Roberto Accio cho biết rằng tổng cộng 1.300 người di cư đang ở trên những chiếc thuyền có nguy cơ bị sóng đánh lật. Tình trạng này xảy ra như cơm bữa mặc dù chính phủ Ý đã có chính sách quay lưng lại với người nhập cư vô cùng khắt khe. Giới lãnh đạo Ý trong tuần này còn đưa ra các hình phạt cứng rắn hơn đối với những kẻ buôn người và cam kết là ngăn chặn các chuyến đi thuyền bất hợp pháp. Hơn 3.000 người đã đến Ý kể từ thứ Tư và cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Henrique Capriles, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela ra tranh cử vào tháng 10. Henrique Capriles, lãnh đạo phe đối lập Venezuela trong ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 3 vừa qua, đã được đề cử ra tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của đảng đối lập Primero Justicia vào tháng 10 năm nay. Và ứng viên tổng thống từng hai lần ra tranh cử Henrique Capriles đã công bố kế hoạch chạy đua vào vị trí lãnh đạo của mình tại một màn biểu dương lực lượng tại thủ đô Caracas, bất chấp luật pháp hiện tại cấm ông ra điều hành chính quyền. Ông cam kết sẽ lật đổ chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro vào năm 2024, đồng thời kêu gọi tất cả người dân Venezuela đoàn kết để cùng vượt qua cuộc bầu cử lần này. Hàng chục ứng cử viên đã bày tỏ mong muốn tham gia bầu cử sơ bộ, bao gồm cả cựu lãnh đạo Juan Guaido. Thưa quý vị, trong khi đó một bản tin cho hay bão Yaku đã hủy diệt miền Bắc của Peru. Bão Yaku mang theo mưa to gió lớn vào ngày thứ Sáu 10 tháng 3 đã tàn phá miền Bắc Peru, khiến cho hàng trăm gia đình phải di tản hoặc là bị cô lập. Mưa đã khiến cho các con sông tràn bờ và khiến cho các di dân các thị trấn như là Lambayeque, Tumbes và Piura phải lội bộ trong dòng nước ngập ngang hông. Theo truyền thông địa phương, thiên tai đã khiến cho 5 người mất tích và 6 người chết, 4 người trong số họ ở Piura và 2 người ở Lambayeque. Một cư dân từ thành phố Chiclayo giấu tên cho biết chính quyền có thể tránh được lũ lụt nếu như họ áp dụng các biện pháp phòng ngừa trước. Nhà khí tượng Peru đã cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất ở 586 quận ở trên bờ biển phía Bắc. Bão Yaku theo dự trù sẽ góp phần làm tăng lượng mưa, gây ngập lụt ở La Libertad, Lima và Ancash trong những ngày tới đây. Âu Châu gửi hàng viện trợ sang quốc gia bị chiến cuộc tàn phá Congo. Một chiếc máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo, điển hình như là lều bạc, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm, vào ngày thứ Sáu ngày hôm qua đã hạ cánh xuống thành phố Goma, miền đông của Congo, trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ do Liên minh Âu Châu khởi xướng. Cuộc chiến không hồi dứt giữa quân đội Congo và nhóm M23, một nhóm phiến quân nổi dậy đại diện cho sắc tộc thiểu số Tutsi, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Liên minh Âu Châu tuần trước cũng đã hứa gửi viện trợ trị giá hơn 47 triệu euro cho phía bắc của Kivu để hỗ trợ các nhu cầu như dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tình trạng mất an ninh đã gia tăng ở miền đông của Congo trong một năm qua, một phần là do sự trở lại mạnh mẽ của phe nổi dậy. Các cuộc tấn công của những nhóm khác cũng đã gia tăng ở tỉnh Ituri lân cận trong những tháng gần đây. Bầu trời Bắc Kinh đã chuyển sang màu vàng do bão cát và ô nhiễm đã nhấn chìm thủ đô Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã chìm trong bầu không khí ô nhiễm nặng nề vào thứ Sáu, khiến cho quang cảnh những tòa nhà chọc trời trong thành phố trở nên mờ mịt sau khi bão cát hoành hành. Phẩm chất không khí của thành phố đã giảm mạnh xuống mức nguy hiểm, với chỉ số PM2 vượt qua mức trung bình, đồng nghĩa với việc có thể xâm nhập sâu vào phổi và máu, đe dọa tới sức khỏe của người dân. Một vài nhân chứng ở địa phương cho biết bão cát khiến cho họ và người xung quanh bị khó thở, trong khi nước mắt cứ chảy ra liên hồi. Dù lệnh cấm COVID-19 đã hoàn toàn dỡ bỏ, nhưng với tình hình ô nhiễm hiện tại, người dân buộc phải đeo khẩu trang trong nhà lẫn ngoài đường. Bắc Kinh phải đối mặt với bão cát thường xuyên vào tháng 3 và tháng 4 do nằm gần sa mạc Gobi rộng lớn cũng như là nạn phá rừng. Úc đại lợi cam kết tăng cường quan hệ kinh tế quốc phòng với Ấn Độ. Giới lãnh đạo của Úc và Ấn Độ đã đồng ý tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và quốc phòng trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn, từ sự bành trướng của Trung Cộng cho đến chiến cuộc ngay tại Ukraine. Thông tin này được đưa ra ngay vào dịp Thủ tướng của
Úc là Anthony Albanese công du sang thủ đô Tân Đờ Ly vào thứ Sáu. Hai nước cũng đã đồng ý ký kết Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện gọi tắt là CECA, vốn đã bị bế tắc trong các cuộc đàm phán kéo dài hơn một thập niên dài dẳng. Nhằm mục đích nâng cao phẩm chất sống cho người dân, ông Albanese là vị thủ tướng đầu tiên của Úc và đã sang thăm Ấn Độ kể từ năm 2017.